Chiều 22 tháng 8, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên Đặng Thị Quarray chủ trì buổi làm việc với các ngành địa phương liên quan để thông qua kế hoạch trồng cây xanh chỉnh trang dải phân cách trên tuyến quốc lộ 91. Công trình chỉnh trang dãy phân cách quốc lộ 91 có tổng chiều dài khoảng 2,8 km, điểm đầu tại nút giao quốc lộ 91 về đường Lê Dân, điểm cuối tại cổng chào thành phố Long Xuyên, phường Mỹ Thạnh. Sau khi nghe đơn vị tư vấn thông qua 3 phương án thiết kế, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên Đặng Thị Quarray giao Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng phương án phù hợp trên cơ sở thực hiện dãy phân cách theo hiện trạng đường, đảm bảo thời gian, tiến độ, quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định. Đối với hạng mục cây xanh, giữ nguyên hệ thống cây cũ, chỉ bổ sung di dời ở những vị trí không hợp lý, sao cho vừa tiết kiệm chi phí, vừa góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, tạo môi trường sống xanh sạch đẹp, tiến tới xây dựng Long Xuyên trở thành thành phố xanh sinh thái trong tương lai.